sư lấy từ cái viên đá thử nghiệm chất lượng. Nếu mà chúng ta gõ ở trên mạng thì chúng ta sẽ thấy rằng người ta thử vàng, ngày xưa người ta sẽ không thử, giống như bây giờ thì người ta sẽ có máy thử hoặc là người ta có nhiều cách thử, nhưng mà ngày xưa người ta thường thử phổ biến là bằng đá đúng không ạ? Chắc ở đây người già thì xin lỗi, người lớn tuổi hơn thì sẽ biết cái thử bằng đá đúng không ạ? Là người ta có cái viên đá màu đen đó, sau đó thì người ta như có vàng đó, người ta cọ vào đó, mài vào đó và nhận biết rằng là khi mà nó có ra bụi vàng thì nhận biết đó là vàng thật. Còn nếu mà nó chỉ là vết xước không thì nó có thể là vàng pha, hoặc là nó không phải vàng thật, hoặc là không phải vàng. Cho nên là giả, hoặc là những cái loại khác không phải vàng bằng giả. Cho nên là người ta dùng cái hòn đá thử nghiệm đó bằng màu đen. Bây giờ người ta cũng bán đầy ở trên mạng đó quý vị, hoặc là tiệm vàng người ta cũng có bán nhé. Thì ở đây mình sẽ lấy cái ý tưởng viên đá thử nghiệm chất lượng này để mà nói lên cái việc thử nghiệm về việc là mình là một cái người mà sống theo xác thịt hay là sống theo thánh linh. Thì ở trong cái câu kinh thánh mà mục sư nhắc đi nhắc lại đó là Roma đoạn 8 câu 5. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì trăm những việc thuộc về xác thịt, còn sống theo thánh linh thì trăm những thuộc về thánh linh, những việc thuộc về thánh linh. Ở đây mục sư nói là một người bước theo thánh linh hoặc là một người bước theo xác thịt, thì cái Roma đoạn 5 câu 8 này nó sẽ chính là cái viên đá thử nghiệm chất lượng. Nó sẽ là viên đá thử nghiệm cái chất lượng cơ đốc nhân của chúng ta, hay là để cái độ thanh sạch của tấm lòng. Có nghĩa là Roma đoạn 5 câu 8 này là là thử nghiệm xem tấm lòng của chúng ta, chúng ta là người chăm về thánh linh hay là chăm về xác thịt. Thì cái từ chăm ở đây mục sư nói rằng là trong cái tiếng Greek ấy, Hy Lạp nguyên nghĩa có nghĩa rằng chú trọng vào. Chăm có nghĩa là chú trọng vào, chăm có nghĩa là ham thích ở trong cái việc đó, chăm có nghĩa là nghiên cứu về điều đó, thích thú nơi cái điều đó, yêu mến nơi cái điều đó và nghĩ đến điều đó. Nghĩ đến điều gì? Nghĩ đến xác thịt hay nghĩ đến thánh linh? Nghĩ đến điều thuộc về Chúa hay nghĩ đến điều thuộc về xác thịt? Ham thích điều gì? Ghì mài trong điều gì? Nghiên cứu về điều gì? Suy nghĩ đến điều gì? Thì chăm là như vậy đấy ạ. Chăm là chú trọng vào, nghiên cứu vào, yêu thích vào. Thế thì ở đây mục sư nói rằng là cái cách mà để mà thử nghiệm một người chăm về điều gì thì có thể nhìn thấy rõ ràng nhất đó là khi người đó ở một mình. Người đó không có ai bên cạnh cả. Người đó tự do làm điều gì mà người đó muốn, có nghĩa là không có ai ở bên cạnh quan sát hết, một mình thôi. Người đó suy nghĩ điều gì khi mà người đó ở một mình? Người đó thích đi đâu nhất khi mà người đó không có gì ràng buộc? Người đó thích làm điều gì nhất? Thì cái đó sẽ tỏ ra chính con người của người đó là người bước theo thánh linh hay là bước theo thác xác thịt. Thì ở đây mục sư nói rằng là sẽ cho hai trong hai cái chàng thanh niên mà đi đến trường đại học này thì họ sẽ nhấm nháp cái liếc ly mà mình yêu thích. Một là một người chấm nháp cái ly của bản ngã, là mọi công tác của anh ta là anh ta chiều về cái gì anh ta ưa thích, tìm rạp chiếu phim, tìm nơi ăn chơi, tìm nơi vui vui vẻ. Còn một cái người khác thì tìm nơi gần nhà thờ để đến nhà thờ, để sinh hoạt với nhà thờ, để tham gia các buổi nhóm chung với nhà thờ. Thì chúng ta biết rằng là rõ ràng đây là hai người hoàn toàn khác nhau, một người chăm về xác thịt và một người chăm về về thánh linh. Thế thì ở đây mục sư nói cái sự chết của tâm linh thì không phải nằm ở vài cái hoạt động của xác thịt đâu, mà là chính ở tâm trí xác thịt, đúng không? Không phải cái công việc xác thịt mà là tâm trí xác thịt. Dạ, cho nên rằng là về chính về tâm trí xác thịt, cho nên là nếu mà chỉ tỉa vài cái cành cây thì nó không có ăn thua, phải chặt cái nguyên cái rễ của nó, đúng không? Cho nên Chúa nói rằng là Chúa đẹp cái rìu ở ngay cái gốc cây ấy. Cho nên là không phải là trị phục bản ngã của chúng ta nhưng mà đóng đinh bản ngã. Thì chăm về xác thịt thì nó sẽ làm cho chúng ta có mối liên hiệp với Chúa rất mạnh mẽ, và bất cứ những sự hỗn loạn nào sẽ không làm nhiễu loạn cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Chăm về thánh linh thì nó sẽ giữ cái mối tương giao của chúng ta với Chúa dù trong hoàn cảnh nào. Thì hôm trước chúng ta đã học về ba cái phần khác nhau của thân hồn linh, đúng không ạ? Là chúng ta sẽ biết rằng là trong những lúc chúng ta một mình, chúng ta không có ai để ý, chúng ta làm cái gì, chúng ta nghĩ cái gì, thì chúng ta biết rằng là chúng ta chăm vào đâu. Có những người thì sẽ nghĩ về Chúa, nghĩ về công việc Chúa, suy ngẫm về lời Chúa. Giống như David là ngày đêm trên ban đêm ở trên giường, ông cũng suy ngẫm về lời Chúa, về luật pháp của Chúa. Luật pháp của Chúa là ngọt hơn là tàng ong cho miệng của ông.
Một người thì như vậy, còn một người thì chỉ suy nghĩ, có thể là suy nghĩ đến điện thoại, suy nghĩ đến cái gì đó, đúng không? Ăn gì, uống gì, mặc gì, đi chơi ở đâu cho vui thích. Thì đấy là cho chúng ta thấy rằng chúng ta là thuộc tiếp người nào. Và ở đây rõ ràng rằng là mục sư nói hôm trước chúng tôi đã vẽ về, trình bày về cái bản ngã của chúng ta đó, là nó nằm ở trong hồn của chúng ta. Cho nên là việc mà chỉ cố gắng để chinh phục bản ngã thì nó không ăn thua, nhưng mà bản ngã thì phải đóng đinh và tiêu diệt, đúng không ạ? Tôi vẽ lại cái hình ảnh lần trước, vì hôm trước không có bảng, hôm nay có bảng đây rồi. Xóa cái này đi. Quý vị ở dưới nhìn thấy không ạ? Dạ. Yeah. Hơi thấy. Thì đầu tiên, thực chất ra là bên ngoài của chúng ta là thân thể, nhưng mà tôi vẽ thân thể cuối cùng nhé. Bởi vì cái chú trọng của chúng ta là vào tâm linh, cho nên là tôi sẽ vẽ tâm linh. Thì giống như là tâm linh của chúng ta thì nó nằm ở trong một cái ngôi nhà gọi là thân thể. Thì ngoài này là thân thể, đây tâm linh đây, 1, 2, 3. Nhưng mà tôi tách ra đây để chúng ta dễ nhìn thấy. Tách ra đây thì đầu tiên đó là gì ạ? Đó là tâm linh. Tâm linh đây ạ, đúng không ạ? Tâm linh của chúng ta thì hôm trước chúng ta đã học là nó có 3 phần. Đó là gì ạ? Ban đầu là gì? Là tương giao. Tương giao. Thứ hai đó là trực giác. Và thứ ba là lương tâm. Đúng rồi, lương tâm. Còn kế tiếp đó là phần linh hồn. Linh hồn thì cũng gồm 3 phần, đó là gì? Lý trí. Lý trí là tâm trí đó quý vị, chính là tâm trí. Hay là lý trí, ý chí. Và tình cảm. Còn trong tình cảm bao gồm cả cảm xúc. Tiếp theo ba là thân. Thân thể. Thân thể thì bao gồm các chi thể, đúng không ạ? Bên ngoài của chúng ta tất cả mọi thứ, các chi thể. Đó. Thì cái hồn này chính là cái nơi nằm của cái gì ạ? Bản ngã. Hồn không phải là, linh hồn của chúng ta không phải bản ngã, cho nên chúng ta không giết linh hồn của chúng ta nha quý vị. Đúng không ạ? Nhưng mà bản ngã nó nằm ở cái linh hồn này này. Ban đầu là con người được Đức Chúa Trời ngày dẫn dắt qua tâm linh Adam và Eva, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà họ đã không vâng lời Chúa thì tâm linh đã chết, cắt đứt mối tương giao với Chúa, chết so với Chúa, có nghĩa là đã phạm tội rồi. Mặc dù là tâm linh con người vẫn còn sống, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, khi mà con người bị ngăn cách khỏi đấng tạo hóa, khỏi nguồn của sống của mình, thì là chết đối với Đức Chúa Trời. Cho nên đã bị cắt đứt rồi, thì bắt đầu từ đó con người bắt đầu bước theo, hoàn toàn theo cái linh hồn này thôi. Và khi bắt đầu phạm tội thì bắt đầu là gì ạ? Là tội lỗi bắt đầu vào, và qua cái bản ngã này nó điều khiển con người, qua lý trí, ý chí và tình cảm của con người, và Satan nữa, bên ngoài nữa. Chúng ta biết rằng Satan đã đánh vào đây, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng học hôm trước là không chỉ Satan đã đánh vào đó, mà thậm chí nó cũng có thể lừa dối cả phần tâm linh của người ta nữa. Đối với những cơ đốc nhân non trẻ, tâm linh của họ vẫn có thể bị lừa dối. Ví dụ phần tương giao chẳng hạn, chúng ta là những người cơ đốc nhân tương giao với Chúa, qua cái sự tương giao chúng ta biết nhận biết Chúa, đúng không ạ? Nhưng mà đôi khi tà linh á, nó cũng đến đối với những người mới, kể cả thậm chí có những người mà tin Chúa lâu năm rồi mà họ không có một cái tâm linh tỉnh thức á, thì họ cũng có thể là bị tà linh nó đến mà họ cũng không biết đó là Chúa hay là linh, là thánh linh của Chúa. Thế thì khi mà nó đến á, thì à, cái sự tương giao này là trao đổi, tương giao của chúng ta trao đổi, chúng ta cầu nguyện, đúng không ạ? Nhưng mà dĩ nhiên là thường khi mà chúng ta cầu nguyện thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp Chúa rồi quý vị. Nhưng mà có những lúc chúng ta không cầu nguyện, chẳng hạn có những sự thăm viếng khác chẳng hạn. Đó, giống như Mohammed được một thiên sứ thăm viếng mà tạo ra cái đạo hồi, ông nói rằng là ông được Chúa sai thiên sứ của Chúa đến thăm viếng ông, cho nên là đạo hồi được sinh ra. Đó, thế cái phần tương giao là như là tương giao với thần linh. Đó, thế còn trực giác là chúng ta có khả năng nhận biết được những điều thuộc linh. Quý vị ở đây chắc là hầu hết các tôi tới Chúa đã đi vào những cái vùng mà không có phúc âm rồi, chúng ta nhận biết được, chúng ta cảm nhận được. Trực giác đó là cái gì đó mình mà cảm nhận được mà không bằng mắt thấy. À, mình nhận, mà tâm linh của mình có cái trực giác này, cảm nhận được cái nơi đó, cái quyền lực rất là mạnh. Nó không có giống như những cái khu vực khác chẳng hạn, thì đó là cái trực giác của chúng ta cảm nhận được. Thì đôi khi có những lúc mà trực giác á, giống như mục sư Cledenen á,
Cái lúc mà Chúa đến thăm viếng á, cái trực giác của ông ấy, ông cũng sợ. Ông tưởng đâu là có kẻ thù vào. Có những lúc trực giác của chúng ta cũng không đủ nhạy bén. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện để phần tâm linh này sẽ càng ngày càng nhạy bén, amen. Những cái người mà cứ tiếp tục ở trong Chúa nhiều hơn thì sẽ càng ngày nhạy bén hơn về ba phần tương giao, trực giác và lương tâm. Lương tâm này thì chúng ta cũng biết rằng Kinh Thánh nói rằng có những giáo sư giả mà lương tâm đã lì, đúng không ạ? Lương tâm của một cơ đốc nhân thì là một cái nơi mà Đức Thánh Linh luôn luôn cáo trách chúng ta. Chúng ta ăn năn. Cáo trách là ăn năn. Nhưng mà cũng có những lúc mà nếu mà không ăn năn thì nó lì. Lì là chai đó quý vị. Giống như là cái chân, không biết ở đây có ai đi làm nông, chân mà chai á, là quý vị biết là lì là như nào rồi, chai á là như vậy đó. Nó cứng queo, nó không có còn cái khả năng để mà tương tác nữa, nó không mềm mại giống như da mặt, da tay, da chân nữa, đúng không ạ? Mà nó cứng hết rồi, cái gót chân nữa. Ai mà đi làm nông là có cái này đây. Thì nó là lì, tôi nghĩ là lì, cái từ lì đó nó tưởng tượng đến. Đến là như vậy, thầy Hà chân đẹp lắm. Cái người nào mà đi làm nông cơ. Dạ. Dạ. Thì đấy. Thì cái phần lương tâm đó là nơi mà Chúa cáo trách, Thánh Linh cáo trách liên tục để chúng ta ăn năn. Cho nên những cái người mà càng ăn năn nhiều, càng mà nhạy bén với Chúa thì ăn năn nhiều thì cái lương tâm á, nó sẽ càng nhạy bén hơn. Còn mà lì quá thì nó ít nhạy bén lắm. Tại sao có những cơ đốc nhân rất nhạy bén với lại tội lỗi, họ rất thường cầu nguyện ăn năn, mà có những cơ đốc nhân mà Chúa giống như là búa đá đưa đập vào mà không ăn năn. Ý khác nhau đó là cái lương tâm này nó đang hơi lì lì. Nó chai ít rồi. Nhưng mà đừng để chai quá. Chai quá là chết luôn. Bởi vì nơi mà Thánh Linh mà không cáo trách được tội lỗi ở trong lương tâm này, vì lương tâm này là nơi nhận cái sự cáo trách của Thánh Linh cho về tội lỗi của chúng ta, mà không còn cái Chúa Thánh Linh không còn cáo trách được thì chết rồi. Là chúng ta không biết là chúng ta là tội nhân hay chúng ta đã được tha thứ, chúng ta không biết gì hết, bởi vì lì, không ăn năn. Thế nhưng mà lương tâm này tôi cũng nói hôm trước là cũng có thể bị lừa dối, đúng không ạ? Giống như kiểu như hôm trước tôi nói, lấy cái ví dụ của mục sư chẳng hạn. Nhiều khi mục sư mà nghỉ ngơi đi cùng với gia đình, mà đi nghỉ vài ngày chẳng hạn, thì điều đó là một cái điều tốt. Nhưng mà có những lúc ma quỷ nó đến, nó nói xong mà ông mục sư gì mà ông ham chơi, ông lười thế, đúng không ạ? Nó đến nó lừa dối lương tâm của mình, làm cho mình bị cáo trách quá. Sao mà mình không lo chức vụ, mình không lo Chúa trước mà cứ đi chơi như thế này. Mặc dù là điều đó là cần thiết để cho cái sự nghỉ ngơi và mối thông công trong gia đình, nhưng mà ma quỷ nó cũng có thể lừa dối trên lương tâm của những người con cái Chúa, và thậm chí cả những người hầu việc Chúa. Nên đó lý do tại sao có nhiều mục sư không dám nghỉ ngơi, cứ làm việc hùng hục cho đến lúc chết thì thôi. Tôi có một cái ông mà một ông giáo sư ở trường Kinh Thánh ấy, ông nói ông có cái ông em vợ hội thánh lúc lên đến 500 người là ông ấy kiệt sức luôn, mà cuối cùng là đai, hơn 50 tuổi đã đai rồi. Trong khi đó ông anh vợ thì là cái ông giáo sư trường Kinh Thánh, ông người Mỹ đó, thì là ông ấy vẫn còn sống đến bây giờ 70 tuổi hơn rồi. Còn ông kia là mới 50 tuổi, hội thánh 500 người chết cứng. Bởi vì đêm nào cũng là bò đẻ, rồi vợ đẻ, rồi con đẻ, dân sự ấy, gọi liên tục như vậy. Thế thì đó là chính vì là người ta bị cái lương tâm nó bị lừa dối bởi ma quỷ. Có thể là giao việc cho người khác, có thể nghỉ ngơi được, mục sư có thể đi nghỉ, đúng không? Thì đấy, cái lương tâm này đôi khi cũng bị ma quỷ nó lừa dối nếu chúng ta không cẩn thận nha quý vị. Cho nên là phải biết lời Chúa nói gì, amen. Lời Chúa nói rằng là có 6 ngày làm việc thôi, cũng có một ngày nghỉ. Có 6 năm làm việc cũng phải có một năm sa bát chứ, đúng không ạ? Liên tục quần quật làm sao mà chịu nổi. Chúa là cho chúng ta có ngày sa bát, Chúa cho chúng ta có năm sa bát mà quý vị. Cho nên là quý vị chúng ta cũng đừng có mà quá mà sợ cái sự cáo trách của ma quỷ, rồi cái sự kiện cáo đôi khi của cả anh em mình nữa, đúng không ạ? Đấy là cái việc mà đôi khi ma quỷ nó lừa dối lương tâm của chúng ta đấy. Đó, thì đấy là phần linh. Thế còn phần hồn này thì sao? Lý trí, ý chí và tình cảm của chúng ta là nơi mà chúng ta trước giờ vẫn suy nghĩ theo cái đó. Thì bây giờ khi mà tin Chúa rồi, tâm linh được sống lại rồi, thì Đức Thánh Linh sẽ gì? Sẽ đến và phán với chúng ta. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì ma quỷ nó cũng không chịu thua Thánh Linh. Đức Thánh Linh, đây tôi ghi vì họa, Đức Thánh Linh phán với tâm linh. Nhưng mà bên cạnh đó thì ma quỷ nó cũng đến và nó xúi dục hồn làm theo cái ý của nó. Đó, cho nên rằng là bản ngã này thì khi mà được xúi dục và tội lỗi nó đưa đến thì sao ạ? Đáp ứng thì bắt đầu sinh ra các công việc của xác thịt. Công việc, cho nên là cái này công việc nó chỉ là cái trái thôi quý vị. Trái hay là cành lá thôi. Còn cái gốc rễ nó nằm ở đây này. Kết quả. Dạ, cái kết quả thôi.
Thế thì ở đây mục sư có nói rõ ràng là chúng ta không phải lay hoay mà chúng ta nỗ lực mà cắt cắt tỉa mấy cái cành, mấy cái công việc này, gian dâm ô uế lung tuồng thờ hình tượng vân vân, mà chúng ta đóng đinh cái này, đưa cái này lên thập tự giá bởi Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta, thì chúng ta đưa nó lên thập tự giá, có nghĩa là giết chết những cái khao khát mà không thuộc về Chúa, những cái gì mà trái ngược Chúa, ngay kể cả những người hầu việc Chúa, giết chết cả những cái khao khát mà ví dụ như mình muốn giàu có, mình muốn thành công, mình muốn nổi danh. Nổi danh thì được thôi, nhưng mà nổi danh theo cách của Chúa, đúng không? Chúa cho Abraham nói là ta sẽ làm con nổi danh. Theo cách của Chúa thì Chúa sẽ làm mọi việc cho chúng ta trong sự chúc phước, có thể chúng ta sự thành vượng, sự giàu có. Nhưng theo cái nỗ lực xác thịt của chúng ta, bởi vì cái sự xúi dục của bản ngã này vào phần hồn và ma quỷ nó là cộng tác vào với nhau, thì là gì á? Chúng ta sẽ đi chệch hướng với Chúa ngay lập tức. Thế thì chúng ta không phải là chúng ta chỉ xử lý cái công việc của xác thịt đâu, mà chúng ta sẽ phải diệt từ khi mà nó ở trong bản ngã này này, đúng không ạ? Và nơi nằm của nó chính là hồn của con người, cho nên hồn của con người là cái công cụ mà thường khi ma quỷ nó hay lợi dụng chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải học nhiều lời Chúa hơn để cái phần tâm linh này được lớn lên, được tăng trưởng á. Cho nên quý vị hay nghe cái cụm từ tăng trưởng thuộc linh hay là tâm linh được lớn lên cũng là giống nhau. Khi mà cái này nó lớn lên rồi thì những cái nhận thức, những cái tương giao trực giác lương tâm này chúng ta bắt đầu nhạy bén hơn với Chúa, trưởng thành hơn. Và bắt đầu cái tâm linh của chúng ta bắt đầu càng lớn hơn thì chúng ta sẽ càng mạnh mẽ hơn để chống lại cái sự, cái bản ngã này nó xúi dục cái phần hồn này, cộng với cái ma quỷ nó kết hợp với bản ngã để xúi dục hồn làm theo ý của nó. Đấy là cái cách giải quyết. Dạ. Còn rất nhiều người thì tôi nghĩ cả ngày hôm nay kể cả nhiều mục sư cũng đang loay hoay để đóng đinh cái công việc xác thịt này đây. Đóng đinh cái này thì không ăn thua quý vị. Mấy cái cành, mấy cái lá này là đóng thì nó cắt thì nó lại mọc lên, cắt thì nó lại mọc lên. Dạ, nó lại mọc lên, mà chúng ta phải đóng đinh chính cái bản ngã này, chính cái khao khát đó. Khi mà nó bắt đầu le lói, nhen nhóm, bắt đầu bất cứ một cái gì. Tham dục à, bắt đầu le lói suy nghĩ cái trong danh Chúa Jesus ra, đi. Chúa ơi, xin Ngài tha thứ con, bảo vệ con ngay lập tức mình chặt. Bởi chúng ta, thế cho nên Kinh Thánh mới nói là chỉ có nhờ Đức Thánh Linh mới làm chết cái công việc của xác thịt được thôi. Mới làm chết cái bản ngã, chúng ta không thể tự làm được. Con người chúng ta không thể nào mà nỗ lực để làm được. Chỉ có nhờ Đức Thánh Linh để đóng đinh cái bản ngã này của chúng ta thôi. Chúa ơi, Ngài giúp con. Cái tư tưởng của xác thịt nó luôn luôn nó đến bởi cái sự xúi dục của ma quỷ, yêu quý vị. Luôn luôn luôn. Quý vị có không? Ngày nào chả có. Đúng không ạ? Đủ các mọi lĩnh vực hết, nó xúi dục chúng ta phạm tội. Cái bản ngã này là rất là ghê gớm. Đây là cái bản ngã hay là gọi là cái tôi, hay là cái con người cũ đấy, con người Adam đấy quý vị. Chứ không phải linh hồn nha. Có nhiều người tưởng là linh hồn là cái nơi phạm tội thì giết lý trí, ý chí, cảm xúc. Giết, phải giết cảm xúc đi, không được có cảm xúc. Không phải. Đây là không người máy, Chúa đâu có tạo chúng ta người máy. Chúa tạo chúng ta là có hồn mà, đúng không ạ? Có tâm hồn, biết thưởng thức âm nhạc, thưởng thức món ăn, đúng không? Thưởng thức phong cảnh. Sao chúng ta lại giết nó? Mà chúng ta giết cái này này. Đấy, amen. Cho nên là đấy, để giải thích lại cái bài học này, thì chúng ta nếu mà bây giờ chúng ta đang yêu thích cái này, mà để cho cái này cùng với kết hợp với ma quỷ nó lộng hành ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta diệt nó ngay ở đây. Diệt nó ngay ở tại cái gốc rễ của nó, chứ đừng để nó phát tác rồi, nó trở thành công việc rồi chúng ta mới diệt, không ăn thua. Đúng không ạ? Cắt cái cành thì nó lại mọc cành khác, cắt lá thì nó lại mọc lá khác. Nó mọc liên tục, nhưng mà diệt từ ở đây thì nó sẽ không mọc được. Bất cứ những cái tư tưởng nào mà nó có tính xác thịt le lói mà nó không phải thuộc về Thánh Linh, diệt ngay lập tức. Tham lam mà diệt ngay lập tức, đúng không ạ? Không dâng hiến là diệt ngay lập tức. Hay là gì? Ví dụ như ích kỷ à, nghĩ cho mình à, diệt ngay lập tức. Trong danh Chúa Jesus con sẽ phải nghĩ đến người khác. Bây giờ con sẽ gọi điện ngay cho người khác đây, còn hỏi thăm người khác luôn. Có những lúc mà ôi thôi mình rảnh, bây giờ mình lên mạng hay là mình xem phim hay là mình cái gì đó, có nghĩa là mình rất muốn chiều theo cái xác thịt của mình. Nhưng mà cái đó là những cái suy nghĩ ích kỷ mà mình phải diệt ngay. Không, Chúa nói rằng là con hãy quan tâm tới người khác đi, con hãy gọi điện cho người khác ấy, hỏi thăm người khác. Tôi nhiều khi tôi cũng chiều theo xác thịt, cho nên tôi cũng phải ăn năn nhiều, nhờ Thánh Linh hoài luôn. Nên mỗi ngày nó chiến trận với chính cái xác thịt của mình nha quý vị. Quý vị có bị không ạ? Đây, tôi tưởng ở đây tất cả đều thắng hết rồi, không cần ai, không cần phải làm, có mỗi mình thôi à? Dạ. Dạ, có mỗi mục sư Phi à? Dạ.
Vậy cho nên rằng đấy thì chúng ta biết cái vấn đề nó nằm, cốt lõi nó nằm ở cái bản ngã của chúng ta cùng với lại cái sự cám dỗ của ma quỷ. Đôi khi nó mạnh lắm quý vị ơi, quý vị ạ. Bản ngã của chúng ta mà nó kết hợp với ma quỷ, chúng ta cho phép nó mạnh lắm quý vị. Phần hồn của chúng ta nếu cho phép nó được hoạt động là nó mạnh lắm. Nó rất mạnh, nó kết hợp với bản ngã, vừa bản ngã lại là vừa ma quỷ nữa, vừa tà linh nữa. Nó cực mạnh luôn. Thế cho nên là những người mà đi đuổi quỷ á, nếu mà quý vị tham thao chức vụ đuổi quỷ ấy, thì quý vị biết rằng nếu mà quý vị mà khiêu khích cái bản ngã của cái người bị quỷ ám á, ngay lập tức tà linh nó nhảy vào là nó đánh mình tan nát luôn, tan banh luôn. Tôi có hai mục sư ngày xưa tôi cũng chăm sóc những người bị quỷ ám. Thế bà cái chị này lâu rồi, cả nhà bị quỷ ám. Trừ ra có một chị gái lớn với mẹ là không bị thôi vì đi làm xa. Còn tất cả mấy em là bị quỷ ám hết thì tôi hội thánh cư mang. Mấy mục sư đến kích động cái xác thịt của nó mà. Bản ngã cái tôi của nó nổi lên mà. Nó cũng điên nhưng mà nó vẫn còn biết. Xong bắt đầu là tà linh nó nhảy vào rồi nó đánh mục sư nổ trong đó mắt luôn mà đạp bể hết cửa. Bể cửa kính luôn, đạp băng một cái bể cửa kính luôn. Ôi mà nhỏ xíu chắc là cỡ chị Bình á. Cao cao hơn chị Bình chút xíu. Đấy quý vị. Cho nên là tà linh mà nó mà kết hợp với bản ngã này chúng ta không thể trị phục được. Mạnh lắm quý vị. Cho nên chúng ta chỉ có thể chế ngự nó bằng Đức Thánh Linh mà thôi, chứ chúng ta không có kích động bản ngã của nó được. Không kích động sang thịt được, chỉ có nhờ Đức Thánh Linh mới chế ngự được tà linh và chế ngự được cái tôi của họ, mềm mại với họ, nhẹ nhàng với họ, từ từ mới giúp đỡ được họ. Đấy thì đây là cái phần mà chúng ta cần phải diệt. Nếu như mà chúng ta là cái người bước theo xác thịt thì bây giờ chúng ta phải ăn năn. Amen. Trở lại để bước theo Thánh Linh, suy nghĩ những điều trên cao và luôn luôn tương giao với Chúa. Để mà những cái phần này nó được mạnh mẽ lên, nó tăng trưởng lên để chúng ta nhạy bén với Chúa và trị phục được cái phần hồn của chúng ta. Và đóng đinh giết chết cái bản ngã đi thì phải trị phục hồn, hồn phải trị phục. Linh phải cai trị được hồn. Amen. Có nghĩa là có những điều hồn chúng ta muốn. Lý trí của chúng ta nói rằng là thôi hôm nay đừng cầu nguyện, đừng đọc kinh thánh. Nhưng mà linh phải đủ mạnh để nói là no. Tát cho nó một cái, đúng không ạ? Đọc kinh thánh là đọc kinh thánh, cầu nguyện là cầu nguyện. Không có thỏa hiệp gì hết. Đấy, luôn luôn chiến tranh như vậy. Bản ngã nói rằng là thôi chơi đi, nhưng mà Chúa Thánh Linh ở trong tâm linh thì nói rằng đọc kinh thánh đi con, cầu nguyện đi con. Đúng không ạ? Rồi phục vụ đi con. Chúng ta sẽ đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Sau bài học này chúng ta sẽ nghỉ luôn.